có xong. Anh ấy lấy cái lọ màu cam này nè. Ừ. Cái chả giò nè. Chả giò phô mai. Ê, món này ngon nha. Hello, xin chào anh em. Chục ngày nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi mọi người ạ. Ui, háo hức thì thôi rồi. Nhanh dã man sắp Tết rồi. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải làm một cái tập gì đó cho nó liên quan đến Tết một xíu. Thì hôm nay chúng mình sẽ làm một tập, đó chính là đi sắm Tết theo chủ đề nha mọi người. Đúng thế. Không biết mọi người như nào nhưng mình mỗi năm với mẹ mình, là mẹ mình bảo lấy cái gì thì lấy. Nếu mà bây giờ bảo mình tự đi sắm Tết thì mình cũng chịu, mình chỉ biết ngoài mình mua quần áo mới cho mình chẳng biết phải mua gì ăn Tết cả. Thế nên là hôm nay mình sẽ vào siêu thị để xem là người đằng trước người ta mua cái gì, mình sẽ mua theo người ta. Đúng rồi, tập ngày hôm nay ấy, sẽ là mua theo người đằng trước nha mọi người. Chúng ta sẽ vào siêu thị, thấy ai mua cái gì là Bạch My sẽ nhảy vào lấy cái đấy, để xem là mọi người ăn Tết mọi người sẽ thường mua cái gì nhá. Let's go. What? Anh ơi, con kia to chưa? Ừ. Ui, to nhỉ. Ta xem đi mà. Oh my god, sao nó to thế? Ơ, con này là con gì ấy? Biết là robot nhưng nó phải có tên chứ. Ui, to đùng luôn đấy. Nope. Không lô. Em đố anh bắt tay được nó đấy. Chạm không? Ôi, siêu ấy, em không chạm được. Ui, em ơi, ở đây có thang máy xuống em ạ. Đây. Ôi, bye bye chú bé khổng lồ nhá. Hay được nó thức ghê. Điều này xuống này, là vào thẳng trung tâm thương mại thôi. Ồ, lần đầu tiên đi thang máy kiểu như này. Đây là thang 1. Ôi, thang đẹp thế. Đây nè. Ừ. Đây thang. Ồ. Có anh ơi, hình như đây là đâu? Xuống hầm đó. Không phải. Đúng rồi mà. Kìa, chúng ta thương mại trong kia kìa. Nhà quê thật đấy. Liệu có mua đầy được cái xe luôn không em? Đầy cái xe đấy chắc là Tết nay mà Tết đầy luôn anh ạ. Siêu thị ở rộng nhở? Ừ. Cái này chắc là hình như là đi 3-4 lầu mới hết được. Hà hồ và sắm em ạ. Việc của chúng mình bây giờ đó chính là đi săn người mua hàng nha mọi người. Bây giờ chúng mình cứ thấy ai mua cái gì là chúng mình sẽ học theo và mua cái đấy luôn. Giống luôn em. Giờ ăn à? Này không biết ăn bao giờ đấy. Xả với cả tắc. Xả làm lẩu thái không? Có rồi. Anh ấy lấy cái lọ màu cam này nè. Ừ. Cái chả giò nè. Chả giò phô mai. Ê, món này ngon nha. Chúng ta có món ăn được anh ạ. Đi ra xem cái chú Tây này chú ấy lấy gì. Đây nha. Mua gia vị để nấu ăn. Nope. Thế này lại ăn cả năm không hết thôi. Ê, anh thấy cô ấy ôm luôn một bịch sữa chua đi rồi. Nhiều lắm. Ừ. Đây này nó là cái này này. Là cái nào? Đây. Ừ, nhưng mà hình như cô ấy ôm tận 3-4 vị rồi. Em cũng ôm. Cô phải lấy nhiều thế á? Thank you.
Em nhớ rõ chưa? Ok ok, lấy. Ok. Cái này. Đúng chưa? Anh ấy bảo là mua về ăn thử nên mình cũng mua về ăn thử. Buồn cười vãi chưởng, cứ phải lén lén đứng bên cạnh điều tra xong rồi soi nhưng mà soi kiểu không để người ta nhìn thấy, buồn cười vãi chưởng. Phải đi tìm người tiếp. Đây đúng không? Tết đây rồi. Trà xanh. Xếp hàng đợi rồi. Mai người ta vẫn chưa lấy anh em ạ. Đây đúng không? Thế rồi, ở đây mình ăn nhiều đồ ngọt đây có sao không anh? Cái gì đây? Em thấy chưa? Đây đúng không? Giấy vệ sinh à? Không phải, giấy lau nhà bếp. Ôi, lấy không? Có mấy chị Hàn Quốc chị đang tìm cái gì đó. Đây đây, em đến xem sao. Thấy chưa em? Thấy rõ chưa? Anh thấy chị lấy trong này. Đây đúng không? Đây đúng không? Cái này là gì? Hình như nước lọc. Đó là nước uống có ga nha. Tại vì đang săn hàng thì đợi chị lấy một phát là lấy luôn đấy. Ok, chị lấy không? Chị lấy cái này. Cái này là hương tẩy chai. Dùng được, dùng được. Nope. Không phải ai họ đứng một lúc xong họ cũng lấy đồ ấy. Nhiều lúc chúng mình phải canh người ta khá lâu người ta mới lấy được ấy. Phải đi theo dõi người ta từ nãy giờ mới được. Lấy được nhiều đồ phép mà mọi người nhìn này. Đã nửa cái xe rồi, hơn nửa cái xe rồi. Lúc nãy mình mua tắc mà, đây bắt tắc vào là ngon. Nhiều đồ ăn ngon ấy mà không có ai mua để Bạch Vy mua. Nhiều ngon nhỉ, em thích ăn cái bút tiền đó. Thôi mình nghĩ là đủ rồi đó, xe nó cũng gần đời rồi anh em. Bây giờ đến công đoạn quan trọng nhá, tính tiền. Để xem là hôm nay chúng mình đi mua sắm theo kiểu này nó tốn bao nhiêu tiền nhá mọi người. Đây luôn cái bà này không à. Một cái view dài đường giữa thế này người ta tặng cho mình mỗi hộp 3 lì xì. Xem trong này có cái gì nhá. Lì xì đủ màu luôn mọi người ạ. Ok mọi người, và đây là tất cả những cái gì mà những người đi trước sắm Tết cho chúng mình nha. Bây giờ cùng khui xem. Cái này là cái bò khô miếng. Cái này là ai mua? Có một cô, một hai cô. Một hai cô nào đó. Đây. Đây cũng là của cái cô nào đó chọn đúng không? Đúng rồi, KitKat Chanel. Đây.
Đây là của bánh kẹo đây luôn. Của một chị và một cô. Nhớ luôn. Tại vì cái cô này cô cầm rất lâu. Đây lại tiếp tục là một hộp bánh. A, cái này là của hai ông bà già. Ừ, này của hai ông bà già. Hình như thế đúng không nhỉ? Mua được sữa chua. Đây. A, mình mua theo anh Hàn Quốc chả giò. Đây là anh Hàn Quốc áo trắng đúng không? Đúng, anh áo trắng. Đây. Xả tóc là mua theo một cô. Đây là mình toàn rau. Mình là toàn rau mọi người. Mình cứ đi tìm theo cái chị phụ nữ nào ấy, đã như rằng là hết rau củ quả. Toàn bánh ngọt thôi mọi người ạ. Đây bánh. Cũng chị là chị lựa lâu lắm, đợi mãi trong ngắn nữa nhớ. Không nhớ lắm. Đây. Anh Tây ở lựa cũng lâu. Thôi anh Tây anh ngồi anh lựa được muối nha mọi người. Muối. Chúng mình cũng lấy muối luôn. Không biết là về sẽ làm gì với lọ này. Mì tôm nha mọi người. Mì này làm gì gì? Đây là mì Thái này, mì Thái này. Thôi. Thì mình thấy có một chị đấy hay là một anh? Của anh, không, hai anh chị đi với nhau. Xong rồi anh chồng với sao anh bảo là thôi lấy về ăn thử. Mình cũng lấy về ăn thử. Còn cái này thì mình thấy chị lấy, chị chả nói gì là lấy rồi, chị đi luôn. Mình cũng lấy. Đây, đây là chai nước, nhìn như nước lọc ấy. Thật ra nó là một loại nước có ga nha mọi người. Uống thử cái khác quá. Mạnh nhé. Ngon lắm. Cái này về pha soda uống ngon. Vị giống như là chai ngũ. Nó hơi giống bảy ắp. Cái này. À, cái này bông tẩy trang. Mình thích cái này nhất trong cái đống đồ hôm nay mình mua được. Cái đầu tiên mình đã lấy. Thề mọi người, may là chị không lấy can 5 lít. Chị mà lấy can 5 lít mình gửi test năm sau không hết á. Có nữa không? Ủa, lần đầu tiên thấy quận giấy to này. Cái này là giấy để lau bếp anh ạ. Hết chưa? Hết rồi, đây là được tặng. Đây, mọi người. Không phải là mua theo ý chúng mình đâu nhá. Tất cả như thế này là của những người đi trước. Nếu mà là anh đi, anh mua theo của anh thì trong những cái món này anh sẽ chọn món gì? Xem món này. Em cái ngay này. Tiếp theo là cái này. Bánh, đây. Bánh này. Và cái này. Thế thôi. Rồi, còn là em thì em sẽ lấy bông tẩy trang này, lấy rau, sữa chua và bánh kẹo. Đồ ăn. Em rất yêu thì không thích đồ ăn anh ạ. Hoàn thành thử thách rồi anh em. Bây giờ mọi người muốn chúng mình thực hiện thử thách sắm Tết theo chủ đề gì ấy, thì mọi người hãy comment xuống dưới đây giúp mình nhá. Hoặc là chúng mình sẽ cho mấy cái chủ đề lên tab cộng đồng, rồi anh em hãy vào đấy bình chọn giúp mình nhá. Cái nào được bình chọn nhiều nhất thì chúng mình sẽ tiếp tục thực hiện. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Được đấy. Vào việc đúng không? Bắt tắc vào ngon hơn.